Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Chia sẻ của luật sư Lê Ngọc Luân. Thật sự một sự việc đáng kinh tởm, kinh khủng. Vụ cháu bé 3 tuổi tại Nhà Bè, công an và viện kiểm sát không khởi tố. Chúng tôi nhận được quyết định không khởi tố cách đây 15 ngày, nhưng để chuẩn bị các bước tiếp theo nên tạm thời chưa công bố. Kết quả khiến các luật sư hết sức kinh ngạc và bàng hoàng. Gia đình cháu bé, nếu không đủ bình tĩnh, không biết điều gì đã xảy ra. Tôi sốc, rất sốc, vì cận ngày cuối cùng, 99% thông tin chúng tôi nắm được sẽ khởi tố. Phút cuối, xoay chuyển, lý do vì sao, xin phép không tiết lộ vì sự an toàn cho hành trình tiếp theo. Kinh khủng. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Ai đã từng theo dõi vụ án này từ đầu sẽ hiểu rất rõ. Điều tra viên và cán bộ điều tra sau này khi giao quyết định không khởi tố cho chúng tôi, anh đã ứa khóc, lời nói trầm buồn. Có lẽ anh ấy bất lực. Tôi chỉ dùng từ đó để tạm thông tin như vậy thôi. Anh chia sẻ 2-3 ngày nay không làm được gì luôn. Có lẽ anh cũng như chúng tôi, quá sốc. Ký quyết định không khởi tố lần thứ nhất bị Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh hủy. Và sau khi xác nhận lại, thì việc ký quyết định không khởi tố lần hai đều do một người. Viện Kiểm sát, Nhà Bè cũng vậy. Cả hai lần ký văn bản thống nhất không khởi tố cũng do một người. Sau khi quyết định lần hai bị hủy, yêu cầu xác minh lại, các luật sư đã kiến nghị với điều tra viên mới là cần thay đổi phó thủ tướng, người từng ký quyết định không khởi tố vào năm 2019 để đảm bảo khách quan. Điều tra viên đã truyền đạt ý kiến của luật sư với lãnh đạo công an Nhà Bè nhưng vẫn không được. Chắc chắn mọi người đều trả lời được câu hỏi. Một người trước đó ký quyết định không khởi tố, sau bị hủy yêu cầu điều tra lại, thì cũng chính người này lại tiếp tục chỉ đạo ký các văn bản. Như vậy có khách quan bảo đảm không? Ngay sau khi nhận quyết định không khởi tố, các luật sư yêu cầu với điều tra viên được sao chụp tài liệu. Hồ sơ pháp luật không cấm. Điều tra viên đồng ý, nhưng nói để trình đơn của luật sư cho lãnh đạo, sau đó qua chụp cho đúng quy trình. Kết quả, người ký quyết định không khởi tố chỉ đạo điều tra viên không cho luật sư chụp. Hiện cha cháu bé đã khiếu nại lên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhà Bè. Nhưng khó hy vọng gì, bởi đã có sự thống nhất của Viện Kiểm sát Nhà Bè trước khi ban hành quyết định không khởi tố. Chắc ai cũng không thể quên, lần ra quyết định không khởi tố vào năm 2019, Viện Kiểm sát Nhà Bè cũng thống nhất. Thời điểm đó, Viện Kiểm sát Nhà Bè đã bác khiếu nại nhưng bị Viện trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh hủy. Cuối cùng, Viện Kiểm sát Nhà Bè năm xưa đã được điều chuyển từ Nhà Bè lên làm chánh văn phòng Viện Kiểm sát cấp trên. Thông tin đặc biệt quan trọng, cha cháu bé đã chính thức gửi đơn tố cáo Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Nhà Bè và những người liên quan ra Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát tối cao yêu cầu khởi tố vụ án để điều tra về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội và ra quyết định trái pháp luật. Các luật sư Go Lì và gia đình cháu bé cũng có đơn khẩn cấp yêu cầu gửi đến các cơ quan cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng cho gia đình cháu bé 3 tuổi. Dù có hy sinh tính mạng, với tư cách là luật sư, chúng tôi sẵn sàng đi đến cùng của vụ án, chắc chắn. Vụ việc có những thông tin tôi không thể công khai tại thời điểm này bởi nó rất nguy hiểm, không chỉ cho gia đình cháu bé mà ngay cả với các luật sư. Cảm ơn tất cả đã theo dõi và chia sẻ với chúng tôi trong 2 năm qua. Hy vọng hành trình tiếp theo vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của những người yêu công lý, phẫn nộ với tội ác xâm hại trẻ em. Dẫu biết hành trình lần này nguy hiểm, gập ghềnh, nhưng chúng tôi tin có trời đất soi sáng. Kể từ hôm nay, sẽ bắt đầu công khai các chứng cứ. Hôm nay,
ghé miền Trung làm việc với lãnh đạo Viện Kiểm sát trong vụ án hiếp dâm và làm nhục người khác. Sau khi xong, tôi chia sẻ và hỏi quan điểm anh ấy, có cả kiểm sát viên khác, về vụ án cháu bé 3 tuổi nhà Bè. Khi nghe clip nhận dạng, video cháu kể với bác sĩ bị ông già dùng tay móc âm hộ, video cháu chỉ địa điểm, vị trí xâm hại xong thì cả hai người khẳng định cháu bé đã bị xâm hại tình dục. Tôi hỏi, có thể phỏng vấn ý kiến của anh không? Rất bất ngờ, anh bảo, được, không có gì cả, rất vui khi được trao đổi, tiếp thu học hỏi từ các luật sư, nhất là luật sư Sài Gòn. Phó Viện trưởng nói, đảng và nhà nước quan tâm, lên án tội phạm xâm hại trẻ em. Khi luật sư chia sẻ chi tiết và coi các clip, nghe phao ghi âm, thì quan điểm của tôi là cần khởi tố vụ án. Khởi tố bị can, ông già 70 tuổi để bảo vệ cho cháu bé. Tôi hỏi tiếp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát, nếu là lãnh đạo vụ này, anh có ban hành quyết định khởi tố không? Anh bảo, đương nhiên, phải khởi tố. Kiểm sát viên ngồi bên cạnh cũng nói, cháu bé đã bị xâm hại tình dục. Cảm ơn anh, người kiểm sát viên đúng nghĩa, sự chân tình và khiêm tốn xuyên suốt quá trình làm việc của anh là một kỷ niệm rất đẹp mà tôi luôn giữ bên mình. Hình ảnh chụp từ màn ảnh khi quay ngược video trong quá trình phỏng vấn. Phú Yên ngày 26 tháng 11 năm 2020, luật sư Lê Ngọc Luân. Đọc một bài của luật sư Lê Ngọc Luân, thật sự rớt nước mắt. Kể chuyện điều tra vụ cháu bé 3 tuổi tại nhà Bè, bạn có thể tưởng tượng được không? Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2019, sau 2 ngày phát hiện sự việc, thời điểm này, luật sư Goki chưa tham gia, điều tra viên nhà Bè mời gia đình cháu bé lên hỏi ai làm đau chim. Lúc này có mặt ông già 70 tuổi và nhiều người khác, cháu chỉ đích danh ông già, có ghi âm, ghi hình. Điều tra viên chỉ người khác, cháu bảo không mà cứ chỉ vào ông già 70 tuổi. Cha của cháu bé chia sẻ lại với luật sư khi kết thúc, điều tra viên lập biên bản nhưng không thấy có nội dung cháu trả lời việc chỉ ông già làm đau chim vào biên bản. Cha cháu thắc mắc hỏi, sao không ghi? Thì một điều tra viên khác nói, bé 3 tuổi nên chưa đủ ý thức. Lời trình bày không đáng tin cậy, một vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Sau một tuần, luật sư chính thức tham gia, tôi đã chất vấn và phân tích với điều tra viên rằng, liên quan đến án xâm hại trẻ em, việc lấy lời khai của cháu bé ban đầu đặc biệt quan trọng, cần xử lý nhanh chóng, vì nếu để thời gian trôi đi, em sẽ quên. May mắn, quá trình xác minh đó, cháu bé đều khai, vạch trần chính xác hành vi của ông già. 10 ngày sau, điều tra viên đến nhà cháu bé, hỏi ông già làm đau chim mặc quần áo màu gì. Trời đất ơi, ngay cả người lớn như chúng ta có thể nhớ nổi 10 ngày trước đó mặc quần áo màu gì không? Nhưng điều tra viên đặt ra một câu hỏi như vậy với đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi sau 10 ngày. Khi mới xảy ra sự việc thì không hỏi. Tất nhiên câu hỏi đó là vô giá trị, không có bất kỳ tác dụng gì liên quan đến việc làm sáng tỏ sự việc. Tuy nhiên, cháu bé 3 tuổi vẫn trả lời, ông già mặc áo quần đẹp. Kinh khủng hơn, sau khoảng 60 ngày, trong lần cán bộ điều tra đến gia đình, thấy chiếc xe đạp màu xanh liền thu giữ, trước đó thì không thu giữ. Lúc này mẹ cháu phản đối vì đó là xe của cháu chơi hàng ngày, thu giữ sao không thu giữ ngay từ đầu. Giờ thực hiện nhằm mục đích gì, mẹ cháu chất vấn. Kết quả điều tra, chụp hình chiếc xe và 60 ngày sau in ra 4 chiếc xe màu xanh tương tự rồi hỏi xe nào là của cháu. Đây là một thủ thuật có lợi hay không có lợi cho cháu bé, mọi người tự cho mình nhận định. Điều tra quá sức tưởng tượng của các luật sư, nhưng thật tuyệt vời, cháu đã chỉ chính xác chiếc xe của mình.
hỏi tên các luật sư chỉ chính xác. Cháu còn nhớ cả tên điều tra viên. Hỏi họ tên, bố mẹ, em trai, cháu trả lời vanh vách không sai bất cứ điều gì. Hỏi ông già có cởi quần không? Cháu nói, ông già cởi quần, móc chim. Vừa nói, cháu vừa chỉ tay vào âm hộ của mình. Cháu tiếp, ông già móc tay, đâu chim. Còn nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, nhưng tạm thời chia sẻ vài điểm nhỏ để mọi người thấy sự kinh khủng. Dù các phương án xác minh, điều tra như vậy, nhưng không ai khác. Chính cháu đã vạch trần và chứng minh tội ác kẻ xâm hại mình. Còn Phó Thủ tướng Cơ quan Điều tra và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhà Bè hai lần cùng thống nhất ký văn bản cho rằng không có sự việc phạm tội. Hình ảnh thời điểm mới xảy ra sự việc. Ngoài việc âm hộ bị chảy máu, viêm mãn tính, thì ban ngày gặp người lớn, cháu chạy trốn. Ban đêm khóc thét và tự cắn vào tay em trai mình. Để tôi xem, thủ trưởng và viện trưởng Nhà Bè giải quyết đơn khiếu nại thế nào. Chúng ta cũng đợi ý kiến của Chủ tịch Quốc hội. Chúng ta cũng đợi ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Quá đau đớn và tội nghiệp. Thành phố Đà Lạt, ngày 23 tháng 11 năm 2020, luật sư Lê Ngọc Luân. Luật sư Lê Ngọc Luân có đăng vài cái video của bé. Khi mà bé khóc, bé đau đớn, mình nghe mà đứt ruột luôn đó các bạn. Không thể hình dung ra nổi tại sao lại có một loài người còn hơn là thú như vậy. Và bây giờ không biết nói gì hơn, cảm thấy rất đau xót cho em bé. Và mong rằng mọi việc sẽ được đưa ra ánh sáng. Và mình xin tạm dừng video ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau. Xin chân thành cảm tạ.